Hello mọi người, tôi là Vân. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm khác vừa về shop. Đó là một cái cưa mỹ thuật của hãng Stanley. Yeah. Thì cái cưa mỹ thuật thì mình có bán một cái hãng là cũng hàng Trung Quốc thôi. Nhưng mà nó khác biệt là cái chiều sâu của cái cưa nó ngắn. Và cái thân này nó cũng ngắn hơn. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái cưa này. Thì cái cưa này là của hãng Stanley chuyên dụng. Thì bây giờ để cho mọi người coi những cái chi tiết thì mình phải chịu khó mình tháo nó ra mới được. Nhưng mọi người thấy để thay lưỡi thì chúng ta cần tháo cái cán này ra ngoài luôn rồi chúng ta mới lấy cái lưỡi ra được. Thì ở đây nhà sản xuất người ta đã dùng cái kiểu này để người ta lấy gắn cái bao bì, thì mình cũng mở ra luôn. Thì khi mình mở như vậy mình mới lấy được cái bao bì ra. Thì ở đây cái bao bì nó cũng bọc luôn cho mình mấy cái lưỡi đi kèm. Thì hãng nó sẽ tặng cho mình ba cái lưỡi nữa, thì tổng cộng chúng ta có 4 cái lưỡi trong cái cưa này. Đây, 4 cái lưỡi. Đây. Rồi. Thì mọi người thấy cái điều đặc biệt của cái khung cưa này là cái khung cưa này nó làm bằng thép rất là cứng, cực kỳ cứng. À, cái tay mình mà mình cố tình mình đè vô như vậy cũng dùng hết lực luôn, chưa vô nổi nữa. À, thì cái khung này như vậy thì chúng ta sẽ xài rất là bền, cái lực chúng ta sử dụng nó cũng tốt hơn. Cái cán của nó bằng gỗ rất là hoàn thiện. Và ở đây nó chui một cái chui để chúng ta có thể vặn vô. Thì bây giờ để gắn lưỡi vô thì chúng ta cũng rất là đơn giản thôi. Người thấy là ở trên đầu nó sẽ có một cái chốt gài. Cái chốt gài này nó sẽ thiết kế là cái nó hơi dốc xuống một chút để khi mà cái lưỡi nó đưa vô thì nó sẽ kẹp cái lưỡi cứng hơn. Thì chúng ta gắn cái lưỡi, chúng ta chọt cái lưỡi vô thôi và có cái ngàm nó sẽ giữ lại. Để gắn cái đầu phía trên này á, thì mọi người sẽ gắn cái cán này vô trước. Nó sẽ dặn vô trước, dặn hờ một chút xíu. À, và khi mà chúng ta muốn gắn cái này thì mọi người sẽ làm như thế này. Chúng ta sẽ đè nó xuống cái một điểm tựa và chúng ta móc nó vô rất là nhẹ nhàng. Sau khi mình đã nó đã vô rồi thì bây giờ chúng ta cứ là siết lại thôi. Khi chúng ta siết cứng rồi thì là xong. Thì cái khung cưa này nó sẽ căng cái lưỡi cưa cho mình để chúng ta cắt. Cái lưỡi cưa này nó có thể xoay được các góc. Thì mình muốn xoay thì mình chỉ cần nới rộng cái này ra và mình sẽ xoay ở phía trên. Mình sẽ xoay phía trên. Xoay này thì nó hơi cứng một chút, thì chúng ta có cái kìm chúng ta vặn. Đây. Chúng ta sẽ xoay qua đây. Thì cái lưỡi cưa mình nó sẽ xoay qua mặt hướng này. Cái mặt cắt nó nằm ở hướng bên này. Mọi người thấy. Thì khi mà nó quay vào mặt hướng này thì chúng ta có thể cắt được một mặt bên. Thì chúng ta sẽ cắt theo chiều này. Chiều này. Ngang qua đây, tiếng gõ chúng ta nằm bên đây. Và chúng ta có thể cắt như thế này. Hoặc là chúng ta có thể cắt theo chiều này nếu chúng ta xoay lại, hoặc cắt ở phía bên trong này. Tùy chúng ta thôi, chúng ta muốn cắt theo chiều nào đó là do cái quyền của mình sở thích của mình cắt, hoặc là do cái tư thế đó thì mình cần để mình cắt như vậy. Thì đây là một cái khung cưa mà mình nghĩ đây chất lượng rất là tốt. Nếu mọi người đi tham quan những cái hội chợ trên Đà Lạt hay là một cái số nơi đó, sẽ thấy có những cái nghệ nhân người ta ngồi người ta cưa cái này. Nếu mà chúng ta không có điều kiện đi sắm một cái máy thì chúng ta có thể mua cái này để chúng ta cắt, để chúng ta làm những cái quà nhỏ nhỏ lưu niệm tặng người này người kia thì nó hoàn toàn có thể làm được. Thì giá của sản phẩm này mọi người cứ coi ở trên cái phần miêu tả của video, giá nó cũng không cao lắm đâu và chất lượng của nó thì rất là tốt nếu chúng ta sử dụng lâu dài. Lưỡi của nó cũng không có mắc và chúng ta cũng thể dễ dàng mua được. Ở đây thì 4 cái lưỡi này mình nghĩ mọi người xài cũng rất là lâu rồi chứ không dễ dàng mà hết đâu. Còn nếu mọi người muốn mua thì cứ đến Thích Lập Mộc mình cũng có bán luôn. Đây là 4 cái lưỡi đi kèm. Đó. Ok. Nếu mọi người thích những video của mình hãy đăng ký subscribe trên kênh YouTube để nhận được những video mới nhất, hoặc like trên Facebook để mua hàng. Địa chỉ cửa hàng là 257 Sạc Nam, Lý Hưng Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại liên hệ là 0236 710 9797. Tôi là Vinh, cảm ơn mọi người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.